tốt ta đang diễn mà. Đâu có, em đi thi mà anh. Thi gì? Em đi thi hoa hậu. Hoa hậu sớm nhà lá hả? Chính xác. Trời đất ơi, xấu cái gì mà cho thi là sao trời? Trời ơi, xấu 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 chứ, người ta có cái giá trị của người ta chứ. Ai cho vô đây, security cho đây hả? Dạ, security cho vào đây. Thì tình là lỡ rồi, cho thi luôn nè. Dạ. Rồi, bây giờ cho em tiếp thẳng cái vấn đề luôn đi. Dạ. Ờ, bây giờ có sở trường sở đoạn gì cho mày luôn. Bây giờ em phải giới thiệu tên của em. Rồi, em tên gì? Dạ, tên em hơi xấu nhưng mà em vẫn phải giới thiệu cho quý vị. Đúng rồi, dạ, em xin phép quý vị, em tên là Thạch Thủy. Thạch Thủy tên đẹp quá trời luôn mà xấu gì? Không, phải dịch ra nó mới kinh anh. Đâu dịch sao? Thạch là gì? Thạch là đá. Thủy là gì? Thủy là nước. Hoặc đá rớt vô nước nó kêu cái gì? Tủng. Dạ, tên thật em là Bành Thị Tủng. Trời đất ơi. Trời đất ơi, bà không nói được tên nó đẹp không mà trời. Trời, tiếp thẳng cái vấn đề luôn nha. Dạ. Sở trường sở đoạn. Dạ, sở trường sở đoạn của em là không phải là một cái loại ca hát bình thường. Em mà ca rồi thì cái dạng của em là dốc dắt, hip hop, móc mắt, quan loa, không cần nhạc. Trời, thấy ghê gì trời. Hát xong mù luôn. Ừ, ghê quá. Thôi, dạ, trình bày đi. Vào nha. 2, 3. Ban nhạc đi đâu rồi? À, khỏi luôn đi. Chứ họ thấy sắc đẹp của em, họ đi toilet hết rồi thì phải. Khỏi, khỏi đi. Dạ. Khỏi đó, đi. Để em vào nha. Năm nay em vẫn chưa chồng, thiếu gì đến đục bến trong khó tìm. Sợ rằng cho thân chúng cái mũ chìm, sáng say chiều xỉn bật mình ra sao. Một mai cũng ví má đào, gặp anh chồng nhậu rượu vào nói. Quá thấy lần luôn à, ghê chưa? Hả? À. Ý bà nói bà đô hả? Đâu có, đàn ông tập tạ thì đô, đàn bà không tập vẫn đô như thường. Thôi, dẹp cái mâm trái cây của bà vô luôn, dạ. Tôi ngán lắm rồi, dạ. Nghe. Thế bây giờ vậy đi, dạ. Bây giờ tôi công bố luôn được không? Ông có kết quả luôn hả? Có kết quả dạ, luôn chắc rồi. Chắc em đậu rồi, chắc em mệt mỏi quá, bây giờ tôi phải công bố luôn mọi người ơi. Vâng. Mọi người ơi, cái chương trình Hoa hậu sớm nhà lá, bây giờ tôi sẽ tuyên bố thí sinh đạt giải Hoa hậu sớm nhà lá đó là Nguyễn Mạnh Hùng. Ủa, Nguyễn Mạnh Hùng là con nào, sao con gì mà tên đàn ông rồi? Là tôi đó. Hả? Ủa sao tự nhiên anh làm MC rồi anh lấy giải luôn là sao? Chứ còn gì nữa, trời đất ơi, một cái chương trình Hoa hậu sớm nhà lá của tôi, một chương trình rất là hoành tráng như vậy, dễ thương như vậy mà ba cô vô thi tào lao quá trời à. Cho nên tôi quyết định là tôi phải phong giải cho tôi luôn Hoa hậu sớm nhà lá là tôi. Ủa anh đàn ông mà sao anh lấy giải? Ai đàn ông tắt mặt giờ đó, nghĩ sao đó tôi đàn ông vậy má. Ô, tôi hóa ra anh lập bóng à? Bóng bà nội bà, bóng hết của nội ngoại bà hay sao bà nói tôi bóng vậy? Bóng lên bàn thờ và bà muốn nhảy chảnh hả? Để cho biết nha, bóng là một cái gì đó rất huyền thoại, nó kỳ thú lắm nha. Chỗ nào có bóng là chỗ đứa vui vẻ, thậm chí một đứa con nít nó cũng thích chơi với bóng nữa. Bóng bóng đó biết không bà nội? Hả? Bà sống sao bà đừng có kể lể nha, sống đừng có để cho người ta khinh khi nha chưa. Cuộc đời của bà sống có chết bời, chết bụi, chết suối, chết sông, chết trong, chết tụng, chết dụng, chết dinh, chết trong đình, trong biểu, chết yểu, chết yêu, chết trong cùng tiêu, cầu công, chết mà không biết tô son, chết phấn, chết mà không còn còn tóc trên đầu, bỏ đi mày. Mệt dễ sợ, đi vô đi. Tay vô lấy giải nha. Dạ, để em đứng đây em chào quý vị khán giả. Dạ, Thúy Nga và Minh Dũng xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Đã lâu rồi, cũng chắc là năm 7 năm không có dám nhớ số năm. Hôm nay Thúy Nga với Trịnh Minh Dũng mới trở lại sân khấu này. Và thấy tình cảm của quý vị khán giả rất là nồng nhiệt và yêu thương Thúy Nga. Nga rất là cảm ơn tấm chân tình của khán giả của ngày hôm nay. Thúy Nga xin cảm ơn. Xin cảm ơn danh hài Thúy Nga, xin cảm ơn những tràng pháo tay vừa rồi của tất cả quý vị đã cùng dành tặng chị và cũng như là quán quân Tiếu Lâm Tiếu Trụ 2016 Minh Dũng. Thưa quý vị.